Chào quý vị và các bạn, hôm nay mọi người khỏe không? Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người một cái đề tài là tại sao bạn chưa thành công, tại sao bạn chưa giàu. Thì mình kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện của mình. Thì mình đứng lớp, mình hướng dẫn, mình giảng dạy cũng khá là lâu rồi các bạn. Ngay cả từ khi mà mình ở Việt Nam, mình đã dạy vi tính, mình đã dạy tiếng Anh, rồi mình có dạy thêm kèm cho mấy em luyện thi đại học nữa. Từ hồi nhỏ là mình đã dạy rồi. Rồi hồi lớp 8, lớp 9 mình đã đi dạy thêm rồi các bạn, kèm mấy em học tiếng Anh với vi tính. Khi qua Úc á, thì mình dạy tennis nè. Mình có chơi tennis rồi mình cũng đi dạy tennis. Rồi mình đi dạy mấy em toán ở bên mấy đứa học cấp 1, cấp 2 toán ở bên Úc. Rồi khi mà mình học đại học xong rồi mình học thạc sĩ thì mình đi dạy, mình là giảng viên ở trường đại học nữa. Thì gần đây khoảng một năm đổ lại á, thì mình không có tham gia giảng dạy ở trong những cái trường đại học nữa, thì mình ra mình tự mở lớp. Có những cái lớp miễn phí, có những lớp có phí, và mình dạy đa số là mình dạy online. Thì cái kết quả nó cũng khá là mình hài lòng, là có nghĩa là mình chỉ expect, mình chỉ mong đợi khoảng chừng 10% các bạn thành công thôi, nhưng mà cái kết quả của các bạn thì hơn số đó rất là nhiều, thì mình cũng rất là hài lòng về số đó. Nhưng mà mình rút ra một cái kinh nghiệm á, những các bạn mà không thành công, những bạn chưa thành công thì các bạn bị những cái lỗi như thế này, để cho các bạn biết, để các bạn tránh những cái lỗi đó, để các bạn có thể nghe những cái video của mình và các bạn làm cái gì, các bạn hành động như thế nào để cho bạn có được cái sự thành công nhiều hơn. Rồi thì mình thấy những cái khóa học của mình đó, mình dạy kiếm tiền online, mình dạy kinh doanh, mình dạy động lực, mình dạy tiếng Anh đó, mình dạy những cái lớp như vậy các bạn. Thì đa số học viên của mình là nói chung là rất là thích những cái khóa học đó, học rất là vui, họ rất là thích. Nhưng cái vấn đề ở đây á, họ không hành động và họ không có biến cái gọi là cái những cái họ chưa họ thẩm thấu, họ nhận thức được, họ hiểu được. Nhưng mà từ cái hiểu á, đi qua cái action để bạn có được cái result, có được cái kết quả. Khi mà có cái kết quả đó, cho dù nhỏ nhất thì bạn mới thích, rồi sau đó bạn mới thấy áp dụng cái kiến thức này vào cái vấn đề này thì sẽ cho mình được cái kết quả này. Kết quả dù nhỏ, cho dù bạn kiếm được 50 cent, 20 cent, nhưng mà hành động bạn kiếm được, cái bạn kinh doanh bạn bán được, hoặc là bạn học, bạn áp dụng cái những cái lớp động lực của mình, hoặc là cái lớp tiếng Anh của mình, đi ra ngoài đường mình nói được tiếng Anh rất là nhiều cái lớp các bạn. Nhưng giờ mình bỏ bớt rồi, mình chỉ dạy một số lớp thôi, không có dạy như hồi xưa nữa đâu. Thì các bạn biết, khi mà bạn hiểu được cái đó rồi, từ cái vấn đề hiểu, nhận thức đến cái hành động đó, nó có một cái bước khá là xa. Bây giờ làm sao để mà vừa hiểu và ra hành động liền? Thì các bạn phải đặt cho mình luôn luôn, bất cứ bạn học bất cứ lớp nào, cái bài này mình luôn luôn chia sẻ trong cái lớp đầu tiên của mình. Trước khi vào học mình cũng đã hỏi mấy bạn đó rất là nhiều, các bạn muốn mình chia sẻ cái bí mật này không? Bạn phải biết cái này để bạn hành động, nếu bạn không có cái này là bạn không bao giờ hành động được. Cái này là cái why các bạn, tại sao bạn muốn học cái lớp này. Trước khi bạn học cái lớp này, bạn đang ở đâu là cái điểm A của bạn. Sau khi học cái lớp này xong, bạn muốn đi về đâu là điểm B. Trong cái lớp học thì mình sẽ đưa cho bạn cách how, bằng cách nào để bạn thực hiện được. Nhưng cái why của bạn mà đủ lớn, why là tại sao các bạn, cái tại sao các bạn đủ lớn, thì các bạn sẽ chuyển hóa nó từ cái nhận thức ra cái hành động. Để mình nói đơn giản như một cái này để cho bạn dễ hiểu nào. Tại sao bạn học tiếng Anh? Rồi, ok, bạn trả lời câu hỏi này. Bạn lấy cái, bạn khoanh cái vòng tròn lại, bạn ghi chính giữa: tại sao tôi phải giỏi tiếng Anh? Tại sao tôi phải học tiếng Anh bằng mọi giá? Rồi, ok. Bạn lấy tờ giấy A4 ra nha. Xong rồi, bạn khoanh ở chính giữa, bạn viết cái chữ đó cho mình mới gì nói đó. Rồi bắt đầu bạn chỉ mũi tên ra. Tôi học tiếng Anh để tôi có nghe tiếng Anh được khá hơn. Tôi học tiếng Anh có thể tôi giao tiếp được người nước ngoài. Tôi học tiếng Anh để tôi phát triển bản thân tôi hơn. Tôi học tiếng Anh để tôi coi những kênh YouTube, những cái điều tôi thích bằng tiếng Anh. Tôi học tiếng Anh để tôi có thể tương lai tôi sẽ đi du lịch nước ngoài, tôi hiểu người ta nói cái gì. Tôi học tiếng Anh để tôi đi ra quần nhất, tôi nói chuyện được với Tây. Tôi học tiếng Anh để lương của tôi tăng cao hơn. Cái gì mà có liên quan tới tiền cái là các bạn máu lên liền. Tôi học tiếng Anh để
tôi biết con tôi tương lai nó sẽ đi về đâu, học tiếng Anh để tôi tiếp cận được những nền văn hóa khác, tôi học tiếng Anh để tôi làm gì các bạn, phát triển cái kỹ năng của tôi phát triển được nghề nghiệp của tôi có thể tăng lương tiến chức, tôi học tiếng Anh để tôi có thể ra làm chủ, tôi học tiếng Anh để tôi gặp người nước ngoài tôi không có sợ như sợ cọp, tôi học tiếng Anh để tôi biết được ở ngoài kia có rất là nhiều điều mới lạ để tôi có thể tiếp cận nền văn hóa của nước ngoài. Cái nước gần nhất để tôi muốn đi du lịch là nước Singapore để tôi học được cái nền văn minh của nước nó. Nước nó đâu có thông minh bằng nước Việt Nam. Tại sao dân nó giàu như vậy, nước nó mạnh như vậy mà trong khi nó nhỏ hơn ở Sài Gòn nữa. Cái diện tích của nó nhỏ hơn Sài Gòn mà sao kinh tế nó phát triển vậy? Còn các bạn còn có những cái why, cái tại sao riêng cho các bạn thì các bạn viết hết ra. Sau đó các bạn mình luôn luôn mình phải nói học sinh của mình, học viên của mình phải làm như vậy trước khi vào lớp học. Chứ mình không thể nào nói ok rồi, ok vô lớp học rồi em đóng tiền đi rồi cho em vô lớp học. Không có chuyện đó các bạn. Chứ dù bạn có đóng tiền hay không đóng tiền nữa nhưng mà cái why của bạn không đủ lớn, nó không có đủ mạnh để cho các bạn biến từ cái nhận thức, từ cái bạn hiểu qua cái hành động thì không có thể nào có kết quả được. Mình muốn thấy là cái kết quả, mình muốn chia sẻ với các bạn cái bí quyết, cái cách mà mình đã từng thất bại. Mình học tiếng Anh mình trải qua rất là nhiều thời gian để mình gặp những cái ông thầy tốt để mà ông chỉ cho mình. Và mình kinh doanh cũng trải qua rất là nhiều thất bại để mình có được ngày hôm nay. Thì mình muốn các bạn rút ngắn cái thời gian của thất bại của các bạn xuống để các bạn đi đến thành công. Chứ mình không không nghĩ là các bạn vô đây là các bạn thành công liền, không có chuyện đó xảy ra đâu. Thành công nó trải qua rất là nhiều giai đoạn và nó trải qua rất là nhiều sóng gió các bạn. Nó không có đơn giản mà nó đạt được đâu. Các bạn đừng cứ nghĩ ai ngoài kia người ta nói ok vô đây học ra là thành công. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nó tùy thuộc vào các bạn, nhanh hay chậm thuộc các bạn. Và coi coi cái why ở đằng sau của các bạn có đủ mạnh không. Các bạn đang làm công ăn lương. Bây giờ các bạn muốn ra làm chủ thì cái why của bạn, cái tại sao của bạn nó có đủ mạnh hay không các bạn? Cái why của bạn như thế nào? Bạn phải tự trả lời câu hỏi của các bạn. Mình không giúp các bạn trả lời câu hỏi này của các bạn được. Mình không thể giúp các bạn trả lời câu hỏi này. Các bạn phải tự các bạn trả lời câu hỏi này của các bạn. Mỗi hoàn cảnh mỗi khác. Ai cũng muốn giàu có, ai cũng muốn thành công. Nhưng con đường các bạn đi sẽ khác con đường mình đi. Mình chỉ giúp được các bạn để rút ngắn cái thời gian thất bại của các bạn. Mình có thể rút chỉ các bạn cách để các bạn giảm cái rủi ro của bạn. Các bạn không có đi vào cái vũng lầy hoặc đi vào những cái hố, những cái bẫy ở ngoài kia. Nhưng các bạn là người bước. Các bạn bước một bước cho dù nhỏ nhất mà nó có sự tiến bộ vượt qua vùng an toàn của các bạn thì các bạn sẽ đặt chân tới cái ngưỡng cửa của thành công. Lúc đó các bạn sẽ cười, cười bạn ngày hôm qua. Các bạn sẽ cười cái chính bản thân bạn. Tại sao tôi không biết cái lớp học này sớm hơn? Tại sao tôi không biết cái người hướng dẫn của các bạn sớm hơn? Mà tôi lại đi tìm hiểu những cái thông tin này ở đâu thì mình không không biết. Thì cái quan trọng của bạn á, các bạn hãy ngồi xuống các bạn làm liền đi. Khi bạn coi cái video này tới đây, bạn phải ngồi xuống. Các bạn phải ngồi xuống, các bạn lấy tờ giấy cái viết ra, các bạn phải hoạch định cái cuộc đời của bạn. Các bạn muốn đi đến đâu? Các bạn muốn học cái gì? Đó, các bạn phải ngồi xuống. Cái quan trọng nhất là cái tại sao các bạn. Bạn muốn cái gì đó cũng được, không sao hết. Bạn có thể ước muốn tất cả mọi thứ trên cuộc đời bạn muốn. Nhưng mà các bạn phải nói, phải hiểu con người của các bạn, hiểu gia đình của các bạn, hiểu những người con của các bạn, người vợ, người cộng sự của các bạn. Là các bạn muốn cái điều đó, bạn khao khát cái điều đó, bạn khát khao nó cháy bỏng đến cỡ nào, khát khao của bạn tệ đến cỡ nào. Coi như có một cái câu chuyện là khi mà bạn mà nghĩa là ở dưới mặt nước á, cái điều duy nhất của bạn khao khát là bạn sẽ ngồi lên bờ để thở được thôi. Đó, các bạn phải khát khao như vậy á. Cái độ khát khao của bạn, cái gọi là bạn phải nói bằng mọi giá tôi phải sống được như vậy đó. Bạn cái why của bạn, cái tại sao của bạn phải mạnh như vậy. Bạn mới có thể biến cái nhận thức của bạn mới thành hành động được các bạn. Chứ không có đơn giản đâu. Nhiều người học lắm các bạn, cả trăm người học, cả ngàn người học, nhưng mà sao chỉ có 20%, chỉ có khoảng 20% là thành công, còn 80% ở đâu? Mà có hiểu không? Hiểu bài các bạn, nhưng mà có hành động không? Có hành động, có người hành động mà không thành công, người ta hành động lại, còn có người không dám hành động luôn các bạn. Cái những người hành động mà chưa thành công, không thành công thì họ lại làm lại, làm đi làm lại 2-3 lần họ sẽ thành công. Còn các bạn ngồi im chỗ là các bạn sẽ không bao giờ thành công. Các bạn phải hành động đi.
Nhưng mà muốn hành động á, các bạn phải viết cái bản quay ra cho mình, lấy tờ giấy cái viết ra, dán, viết xong rồi copy ra, dán đầy nhà hết, dán lên trán các bạn luôn nè. Để làm gì các bạn? Để các bạn thấy nó, mình phải giống như nãy mình ví dụ về học tiếng Anh á, bạn thấy cái lợi ích của nó như vậy, cái gì nó cũng tốt hết khi mà mình biết tiếng Anh. Cái chân trời của thế giới này nó rộng mở, không có ai có thể giấu thông tin gì của mình được. Mình đọc từ cái nguồn của nước ngoài nó rất là gọi là minh bạch, và nó rất là gọi là nói gọi sao cái thông tin của nó không có vì ai mà nó che giấu các bạn hết. Cái đó nó rất là hay các bạn. Các bạn hãy thử một lần, ngồi xuống làm đi các bạn, không còn thử nữa, làm thiệt luôn đi. Rồi, mình kết thúc video ở đây. Các bạn nào chưa đăng ký kênh, các bạn bấm nút đăng ký bên dưới, bấm luôn nút chuông luôn các bạn. Các bạn làm ngay đi, làm liền đi các bạn. Rồi, kế bên nó có nút share, nút chia sẻ đó. Bạn chia sẻ cái này lên Zalo, và có thể các bạn chia sẻ luôn lên Facebook của các bạn, để cho những người xung quanh của bạn cũng có những kiến thức như vậy, và họ cũng tìm ra cái why của cuộc đời, cái tại sao của cuộc đời họ, tại sao họ chưa giàu, tại sao bạn chưa giàu. Khi bạn biết được cái đó, tại sao bạn muốn giàu, rồi bạn đặt cái câu hỏi đó đi, bạn tự trả lời đi. Từ cái động lực đó, bạn đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội, bạn đã bỏ qua bao nhiêu cái mà cái cơ hội nó đã tới cuộc đời của bạn, bạn không chớp lấy được, đến bây giờ bạn vẫn còn đang nghèo, thì bạn tự bạn trả lời cái đó thì bạn mới biết cơ hội trôi qua rất là nhiều mà bạn không bắt được, đến bây giờ bạn vẫn còn đang dậm chân tại chỗ. Có những người kia, người ta đã lên máy bay, người ta chạy đà và người ta cất cánh, người ta đi về đất rồi, còn bạn bây giờ vẫn lọt tọt đi xe đạp, đi xe máy, hay cao lắm là bạn đi bằng Grab mà khi người ta đã có xe hơi nhà lầu rồi. Các bạn thấy mình chậm hơn người ta không? Tăng tốc lên các bạn, tăng tốc lên, tăng tốc để đi về đích. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Hãy cười thiệt là tươi lên các bạn, cầm tờ giấy kia viết xuống, làm liền đi các bạn.